Tuần qua, đoàn công tác của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố do đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm làm việc với công ty cổ phần Than Vàng Danh. Đoàn đã được nghe đồng chí Phạm Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty báo cáo sơ bộ về kết quả sản xuất kinh doanh và công tác phát triển mỏ của công ty, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Kết thúc tháng 1, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra, đời sống mọi mặt của người lao động tiếp tục được quan tâm và từng bước được cải thiện. Trong chương trình làm việc, đoàn tới tặng quà, chúc mừng các phân xưởng phục vụ, phân xưởng đời sống, phân xưởng vận tải gió 2 và cán bộ công nhân phân xưởng khai thác 5 tại lò chợ 256. Biểu dương kết quả đạt được của tập thể người lao động Than Vàng Danh trong các mặt công tác, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Uông Bí, mong muốn công ty tiếp tục bám sát sự chỉ đạo điều hành của cấp trên, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất gắn với đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác môi trường, giữ vững an ninh trật tự tài nguyên ranh giới mỏ được giao quản lý, chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống việc làm của người lao động, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững.